Hotgirl Ngọc Miu mặc áo in thông điệp nhạy cảm là Less Stress More Sex, luật quy định thế nào? Xuyên suốt phiên tòa, nếu ai theo dõi những ngày xét xử, có thể thấy Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc và một số bị cáo khác mặc những trang phục có hình thù, slogan lạ mắt, thậm chí nhạy cảm, hoặc các bị cáo thường xuyên thay đổi màu sắc sặc sỡ. Vậy, quần áo của các bị cáo tại tòa được quy định như thế nào? Luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng điều 1 nghị quyết 743/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục của bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự nêu bị cáo là người được tại ngoại và bị cáo là người đang bị tạm giam được sử dụng thường phục nhưng phải đảm bảo sự nghiêm trang. Bị cáo là người đang chấp hành hình phạt tù, khi ra phiên tòa thì sử dụng trang phục dành riêng cho họ theo quy định của chính phủ. Như vậy, sau ngày 24 tháng 12 năm 2004, các bị cáo bị áp giải đến phiên tòa sẽ không phải mặc đồng phục tù là áo sọc như thường thấy trước đây. Thay vào đó, được mặc thường phục. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Quang Vũ, các bị cáo mặc thường phục như thế nào để đảm bảo sự trang nghiêm? Đến nay, luật vẫn chưa có hướng dẫn nên khó bắt bẻ các bị cáo. Luật sư Vũ đánh giá, trước đây theo thói quen, người Việt Nam khi đi làm hoặc đến làm việc tại nơi công sở thường có những quy định nội bộ như không mặc áo sát nách, không mặc váy quá ngắn, trên đầu gối bao nhiêu cm, không mặc áo thun, không có cổ áo. Nhưng những nhận diện này chỉ là theo cảm tính, chủ quan hoặc quy định nội bộ, rất khó áp dụng cho các bị cáo nếu một số bị cáo không muốn hợp tác. Theo một lãnh đạo Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc kiểm soát mặc thường phục của các bị cáo như thế nào khi ra tòa sẽ do cán bộ trại giam hoặc trại tạm giam quản lý và thực hiện theo quy định. Trả lời vấn đề này, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho rằng, việc cho phép bị cáo mặc thường phục khi ra tòa là một trong những tiến bộ của tinh thần cải cách tư pháp. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định rõ phạm nhân ra tòa phải mặc đồ trang nghiêm thế nào. Chỉ có quy định của trại giam hoặc trại tạm giam là khi vào trại mặc đồ theo quy định của trại, trong phạm vi trại. Theo cựu thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Lộc, thường phục có trang nghiêm hay không trang nghiêm, mắt thường nhìn vào cũng biết. Không phải cứ quy định nào mới ban hành cũng phải có hướng dẫn chi tiết. Trang nghiêm trước giờ chúng ta vẫn thường hay nói là không được mặc quần đùi, quần cộc, váy quá ngắn, áo hở hang ở công sở hay đi chùa. Khi áp giải các bị cáo ra tòa, cảnh sát hỗ trợ tư pháp thấy các bị cáo ăn mặc hở hang, không nghiêm túc, có những hình ảnh hoặc quần áo in những dòng chữ không phù hợp với không gian phiên xử thì họ có quyền yêu cầu bị cáo mặc lại. Đó là trách nhiệm, nhiệm vụ của công an, ông Lộc nói. Ngoài ra, cựu thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Lộc cho rằng, luật quy định tại phiên tòa, chủ tọa có toàn quyền điều hành phiên tòa. Vì vậy, nếu bị cáo có thái độ không phù hợp, ăn mặc hở hang hoặc trên áo ghi những câu không phù hợp như phản động, hình bản đồ liên quan đến chủ quyền hoặc câu Less Stress More Sex in trên áo của bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, Hotgirl Ngọc Miu trong vụ án Văn Kính Dương và đồng phạm, thì hội đồng xét xử có quyền yêu cầu bị cáo thay áo để phiên tòa được xét xử trong sự trang nghiêm. Cần thiết, hội đồng xét xử sẽ cho tạm dừng phiên tòa đến khi bị cáo thay thường phục phù hợp. Ông Lộc nhấn mạnh, trường hợp các bị cáo ra tòa mặc quần áo nhiều màu sắc. Theo ông Lộc, không nên áp đặt chi tiết này vì đó là chuyện bình thường. Chỉ cần không mặc quần áo hở hang, thiếu nghiêm túc và ít những dòng chữ không phù hợp là được, ông Lộc nói.